Đánh bom khủng bố khiến một giới chức cấp cao trong hàng ngũ cảnh sát bị thiệt mạng tại Pakistan. Một kẻ tấn công tự sát đi xe máy đã vừa cho kích nổ quả bom mang theo trên người tại thành phố Peshawar của Pakistan vào ngày thứ Sáu 24 tháng 11, khiến cho một giới chức cấp cao trong hàng ngũ cảnh sát và vệ sĩ của ông ta tử vong. Dựa vào thông tin điều tra sơ khởi, vụ tấn công đã xảy ra khi sĩ quan Ashraf Noor đang được một đoàn vệ sĩ tháp tùng ra khỏi nhà để đi tới sở làm. Sau màn va chạm với kẻ tấn công khủng bố, xe hơi của ông Ashraf Noor đã bị bốc cháy khiến cho ông bị thiệt mạng ngay tại chỗ. Tính đến nay, vẫn chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm tiến hành vụ đánh bom đẫm máu này. Thủ tướng Pakistan Shahid Khan Apasi vào cùng ngày cũng đã lên án vụ tấn công. Thành phố Peshawar là thủ phủ của tỉnh Khyber Pakhtunkhwa. Nơi này nằm tọa lạc ngay trên đường biên giới giáp ranh với quốc gia láng giềng Afghanistan.